Ngày 25 tháng 12 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Thiết Kế được vinh danh tại buổi lễ công bố thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2021. Với những cống hiến trong lĩnh vực thiết kế, thi công nội ngoại thất, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Thiết Kế đã đạt giải thưởng top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2021. Tôi đại diện cho công ty Phương Thiết Kế gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình đã xét duyệt cho công ty đạt danh hiệu top 10 thương hiệu Hà Nội Việt Nam 2021. Nhân nay, tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến những khách hàng, những đối tác đã tin tưởng lựa chọn công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua. Với đội ngũ kiến trúc sư trẻ tuổi, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực nội thất để có thể đáp ứng tốt nhất mọi vấn đề chuyên môn mà khách hàng mong muốn. Trong thời gian qua, đội ngũ Phương Thiết Kế không ngừng cố gắng để trở thành một công ty tư vấn thiết kế thi công kiến trúc nội thất uy tín hàng đầu Việt Nam.